So sánh khảo sát, Việt Nam là điểm đến lý tưởng đứng đầu 53 điểm đến dành cho người nước ngoài và những báo cáo nhân quyền. Vừa qua có hàng loạt các báo cáo nhân quyền của Mỹ, EU và một số tổ chức quốc tế về Việt Nam, khiến dư luận quốc tế thiếu hiểu biết có cái nhìn bi quan, tiêu cực, đen tối về tình hình chính trị xã hội Việt Nam. Thậm chí có báo cáo nhân danh đánh giá nhân quyền thế giới, quy kết nhà nước ta thù địch với xã hội dân sự, bịt miệng người dân. Một bộ phận kẻ hận thù, cực đoan, chống phá đất nước, khai thác các báo cáo này và sâu chuỗi với một số hiện tượng người Việt trốn ở nước ngoài để bịa đặt người dân Việt Nam đều bất bình với chế độ và muốn ra đi tìm miền đất hứa khác. Tuy nhiên, báo cáo Expat Insight 2024, một trong những cuộc khảo sát người ngoại quốc lớn nhất thế giới có uy tín do tổ chức Internations thực hiện trong năm 2024, thì Việt Nam liên tục là quốc gia có mức chi phí phải chăng nhất trên thế giới dành cho người nước ngoài. Và Việt Nam đứng đầu trong số 53 nước và vùng lãnh thổ nhờ các yếu tố là chi phí đời sống thấp, ổn định tài chính và chất lượng cuộc sống về tổng thể. Những điều này làm cho Việt Nam hấp dẫn đối với những người muốn rời khỏi nước họ sang nơi khác sinh sống. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp Việt Nam đứng đầu về tiêu chí này và được đánh giá như vậy. Cuộc sống của người nước ngoài ở Việt Nam có chi phí phải chăng và thu nhập khả dụng, có thể thoải mái trang trải chi phí hàng ngày. Người nước ngoài sống ở Việt Nam cũng luôn hài lòng với cơ hội nghề nghiệp của họ. Và năm 2019, Internations đánh giá Việt Nam là nơi đáng sống thứ hai trên thế giới cho người nước ngoài. Để thực hiện cuộc nghiên cứu này, năm 2024, Internations đã khảo sát hơn 12.000 ngoại kiều ở 174 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Các tiêu chí đánh giá xoay quanh các yếu tố, nơi tốt nhất và tệ nhất để sinh sống với người nước ngoài, chất lượng cuộc sống, ổn định cuộc sống, điều kiện việc làm ở nước ngoài, tài chính cá nhân và nhu cầu thiết yếu. Riêng về chỉ số tài chính cá nhân, Internations đã yêu cầu người tham gia khảo sát xếp hạng mức hài lòng trong 3 lĩnh vực như sinh hoạt phí nói chung, mức độ hài lòng về tình trạng tài chính và liệu thu nhập khả dụng của hộ gia đình có đủ để có một cuộc sống thoải mái hay không. Trong nhóm người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, theo đó, 86% đánh giá tích cực về chi phí sinh hoạt, nhiều hơn gấp đôi so với mức trung bình là 40% khi các ngoại kiều đánh giá về các nước. Ngoài ra, 65% số người được phỏng vấn ý nói rằng họ hài lòng về tình hình tài chính cá nhân so với mức 54% ở các nước nói chung. Đáng chú ý, 68% số người được hỏi ở Việt Nam nói rằng phần thu nhập hộ gia đình có thể chi tiêu tùy ý của họ. Không chỉ có chi phí sinh hoạt thấp, người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam cũng được trả lương cao hơn so với mức trung bình của những người nước ngoài sinh sống ở các nước. Có tới 19% người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam tham gia khảo sát cho biết nhận được mức thu nhập hàng năm ở mức 150.000 USD hoặc hơn, trong khi tỷ lệ này ở các nước khác chỉ khoảng 10%. Mức độ hài lòng trong công việc nói chung của người nước ngoài ở Việt Nam cũng rất cao. Nhìn chung, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống quan trọng hơn thăng tiến nghề nghiệp ở Việt Nam. Việt Nam xếp thứ 14 về việc làm ở nước ngoài, có tính đến các yếu tố như triển vọng về sự nghiệp, lương bổng và mức độ bảo đảm công việc. Thứ 29 về những điều thiết yếu đối với ngoại kiều như đời sống, kỹ thuật số, nhà ở và ngôn ngữ, và đứng thứ 40 về chất lượng sống. Ngoài ra, cũng trong khảo sát này, Việt Nam đứng vị trí thứ 8 về điểm đến tốt nhất cho người nước ngoài trên toàn cầu. Expat Insider 2024 khám phá cảm nhận về các khía cạnh khác của cuộc sống ở nước ngoài dựa trên 5 chỉ số: hạnh phúc chung, chất lượng cuộc sống, mức độ dễ dàng khi đăng ký định cư, làm việc ở nước ngoài và chỉ số những yếu tố cần thiết cho người nước ngoài dựa theo các điều kiện về hành chính, nhà ở, kỹ thuật số, cuộc sống và ngôn ngữ. Sau vị trí số 1 của Việt Nam, những cái tên tiếp theo trong nhóm 10 nước tốt nhất thứ tự giảm dần là Campuchia, Indonesia, Panama, Philippines, Ấn Độ, Mexico, Thái Lan, Brazil và Trung Quốc. Ngoài ra, báo cáo dẫn lời một người Anh xa xứ nói về cuộc sống ở Việt Nam. Cuộc sống ở đây không hề căng thẳng đối với tôi. Đó là một sự thay đổi tuyệt vời so với cuộc sống công việc rất bận rộn và tiêu hao nhiều nguồn lực trước đây. Không phải ngẫu nhiên, Việt Nam là điểm đến lý tưởng với người xa xứ. Việt Nam cũng là quốc gia lý tưởng có chi phí phải chăng nhất trên thế giới, đứng đầu 53 điểm đến dành cho người nước ngoài. Đó chính là sự cố gắng, quyết tâm phấn đấu không ngừng nghỉ của toàn đảng, toàn quân và toàn dân. Đây là minh chứng khách quan phản bác các báo cáo nhân quyền của Mỹ và EU, phơi bày động cơ luôn tìm mọi cớ để can thiệp sâu vào công việc nội bộ của Việt Nam.
phải khẳng định rằng bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam. Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và của công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước, mới là căn cứ, động lực thúc đẩy đất nước đạt được sự phát triển, tiến bộ nói trên. Cũng luôn là điều được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao khẳng định trước luận điệu vu cáo, sai sự thật của các báo cáo kia.